NLG, quý tháng 1 năm 2024 lỗ 65 tỷ đồng. Công ty cổ phần đầu tư Nam Long, mã chứng khoán NLG, vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất với doanh thu gần 205 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ. Khấu trừ chi phí, NLG đạt 86,5 tỷ đồng lợi nhuận gộp, trong khi cùng kỳ lãi gộp gần 160 tỷ đồng. Trong kỳ, NLG có tiết giảm đáng kể các chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp. Dù vậy, công ty vẫn báo lỗ 65 tỷ đồng sau thuế, cùng kỳ lãi hơn 16 tỷ đồng. Theo NLG, trong kỳ công ty tiếp tục bàn giao Miyuki, 184 tỷ, sao 56 tỷ, Iyumi, 62 tỷ. Lý giải lợi nhuận quý đầu năm âm, NLG cho rằng do đặc thù về thời điểm ngành bất động sản, quý một luôn là thời điểm doanh thu lợi nhuận và pre-sale thấp nhất trong năm. Chưa kể. Năm nay do dịp Tết âm lịch năm 2024 sát với Tết dương lịch, do đó động lực nhận bàn giao nhà vào đầu năm chưa cao. Chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên mới đây, Ban lãnh đạo NLG cũng cho biết doanh số tương đương 1.160 tỷ đồng, gấp gần 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 238 tỷ đồng. Doanh số ghi nhận chủ yếu từ các dự án, Akari, 490 tỷ, Miyuki, 246 tỷ, Sao 283 tỷ, cho thấy tình hình bán hàng tốt thị trường có dấu hiệu ấm lại. Song, công ty chưa ghi nhận vào doanh thu khiến chỉ số quý đầu năm không mấy khả quan. Do đó, công ty dự kiến điểm rơi lợi nhuận năm nay vào quý 3 và 4 năm 2024. Tin do trung tâm tin 24 giờ biên tập và xuất bản. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.